Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2021, Công an phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình tiếp nhận đơn trình báo của chị Bùi Thị Duyên, sinh năm 1989, trú tại phố Khánh Trung về việc kẻ gian đột nhập vào nhà chị trộm cắp tài sản. Chỉ sau 4 ngày tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến ngày 12 tháng 6, Công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng gây án. Đó là Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1986, trú tại phố Phúc Hưng, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, từng có 2 tiền án về tội danh trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Quang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình với các tài sản trộm cắp được gồm 2 điện thoại di động và 4 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản trên, Quang đã bán lấy tiền tiêu xài hết. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.